Chương trình Đối thoại Tâm Linh và Phạm Anh Trâm xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Đối thoại Tâm Linh do Hội Từ Bi Phụng Sự chủ trương dưới sự hướng dẫn của Thầy Hàng Trường. Trâm xin hạnh phúc quý vị Thầy Hàng Trường ạ. Và thưa Thầy cũng như thưa quý vị, anh Trâm kính mời quý vị theo dõi và tham dự những cái sinh hoạt của Hội Từ Bi Phụng Sự ngay tại quận Cam của chúng ta. Địa chỉ là 420 South Brooker Street, Anaheim, California 92804. Ngay tại thời điểm này có hai cái chương trình mà anh Trâm muốn kính mời quý vị tham dự. Thứ nhất là chương trình học tập thể dục dưỡng sinh, sống vui khỏe vào buổi sáng cũng như là buổi trưa và có thể buổi tối. Chương trình đó dành cho tất cả mọi lớp tuổi và cũng như là những cái cấp lớp. Đặc biệt là chương trình bắt đầu mở khóa mới vào tháng này. Để quý ghi tên, xin quý vị gọi số là 714-625-8966. Và cái chương trình thứ hai là chương trình về tâm linh, về thiền, thư giãn cho những người mới bắt đầu học thiền. Là vì có một số quý vị đi làm ở ngay quận Cam chúng ta và xin có những cái lớp học để mà giúp chúng ta thư giãn vào sáng sớm trước khi chúng ta vào đi làm. Thành ra cái chương trình nó sẽ bắt đầu vào lúc 5:45 cho tới 7 giờ sáng vào mỗi ngày, 7 ngày trong tuần. Điều kiện, không điều kiện, tất cả quý vị nào muốn ghé thăm rồi tìm hiểu được sau đó học thêm vẫn mở cửa cho quý vị. Và đặc biệt là tất cả những lớp này là đặt trên căn bản cúng dường miễn phí, tùy tâm quý vị, không có bắt buộc gì cả. Và một lần nữa cái số phone là 714-625-8966. Hy vọng là sẽ gặp được quý vị vào trong những ngày tháng tới. Và thưa Thầy cũng như quý vị, một trong những cái điều ước mong của chương trình Đối thoại Tâm Linh là mình đem những cái câu chuyện hàng ngày rồi mình nói chuyện để sao mình có cái đời sống hướng thượng, đời sống khai mở hơn. Và không gì hơn là hôm nay có chương trình mà Thầy muốn nói về cho chúng ta nghe, đó là cái sự ảnh hưởng của phim bộ, nhất là trong cộng đồng của chúng ta ở đây. Thì thưa quý vị, thưa Thầy, riêng cái cá nhân của con á, thì phải nói con là cũng là những một trong những người rất là thích phim bộ. Không phải bây giờ mà từ lúc còn trẻ, khi mà thích phim hay là thích tiểu thuyết Kim Dung hay là những cái tiểu thuyết tình cảm hồi đó thời nhỏ, tới bây giờ thì lại cũng vẫn theo cái trào lưu là vẫn muốn thích những cái phim đó. Và cái điều ngạc nhiên là nó rất là thịnh hành. Và thứ hai là cái người mê say đến nỗi bỏ cả giờ ăn cơm việc làm để mà coi cho nó xong một cái chuyên phim bộ, như khi phim Hàn Quốc hay là phim Tàu ở Trung Hoa, Trung Quốc cái gì đó, phim Việt Nam cứ 50 show lận. Thế thầy, điều đó mình giải thích như thế nào thưa thầy? Tại sao mà nó bị ảnh hưởng như vậy? Trước hết là thưa các bác, đó là tất cả cái phim là một cái sản phẩm của mình gọi là của cái sự tưởng tượng, imagination. Thì nếu mà các bạn nhớ đó, cái con đường mà tu hành của mình đó, thì lúc nào mình cũng có ba cái xu hướng. Cái xu hướng đầu tiên gọi là xu hướng hướng thượng, tức là cái xu hướng này là mình trở về tâm linh, làm sao mình phát triển cái bản năng mà chân thiện mỹ của mình. Cái xu hướng thứ nhì đó là cái xu hướng là mình làm sao mình mở ra cái tâm gọi là cái tâm từ bi để mình đối xử với mọi người đi theo cái chiều ngang đó. Thì cái tâm này gọi là cái tâm mà đi vào con đường hướng thiện, và cái tâm đó là gọi là tâm đại bi. Thì đây là cái xu hướng thứ nhì. Cái xu hướng thứ ba đó, làm sao mà đem những cái vòng tròn này đó mà phát triển đi lên, đi càng ngày càng lên nữa đó. Thì cái sự phát triển của cái vòng tròn này đó, thì mình gọi là cái con đường gọi là hướng mỹ, hay là con đường này là con đường phát triển cái phương tiện, và con đường này là con đường của trí huệ. Cho nên một phần là mình có cái tâm đại bi, một phần có cái tâm trí huệ, và một tâm mình phát triển cái chân tâm hướng thượng, là phát triển cái chân tâm, phát triển cái sự mà cái chân tâm, cái bản tánh mà thiền định bất nhị của mình. Nói cho dễ hiểu là như vậy đó. Ba con đường này, hướng thiện đối với người, làm sao mình có được cái lòng cởi mở cái lòng của mình với mọi người. Hướng mỹ đó là mình mở cái sự hiểu biết, cái kiến thức, cái trí tuệ. Và hướng thượng đó là làm sao phát triển cái thiền định, cái định lực, cái chân tâm. Cho nên đó, cái mình gọi là imagination, là cái sự tưởng tượng đó, nó cũng nằm trong cái phần mà mình gọi là hướng mỹ này. Nhưng mà cái tưởng tượng kiểu nào đó giúp cho cái lòng nó mở ra và cái sự tu hành chân tâm của mình đó, nó cùng phát triển cái đó thì mình gọi là Phật pháp. Cho nên đó,
khi mà nói là cái imagination là cái sự tưởng tượng đó, thì nó tạo ra cái văn hóa. Cái văn hóa mà tưởng tượng đó là phim ảnh, là truyện, là mình gọi là cái truyện thì mình gọi là novel, tiểu thuyết. Mà phim ảnh thì mình thấy nó nhiều vô cùng, vì những cái novel đó là đều là những cái truyện mà nó biên ra. Nhưng mà có những câu chuyện nó dài quá, thế nên mình gọi là thôi là phim bộ. Thì hồi nãy chị Trâm chỉ nói là phim Hàn Quốc, phim Trung Hoa, phim Tàu. Nhưng mà chắc các bạn cũng biết là Mỹ cũng có phim, cũng dài vô cùng, mà Tây cũng có phim. Nhất là cái phim của người mà nói cái tiếng mà Espanol, tiếng Spanish đó. Ồ, nhiều phim là dài lắm bạn ơi, mà nó cũng hay lắm. Rồi Ấn Độ đó, Bollywood là có những cái phim truyện nó cũng dài đăng đẳng luôn. Dạ, con thấy bây giờ cũng nhiều người coi phim Ấn Độ lắm. Thì giống như thầy bỏ thời giờ ra thầy quay cái phim Đời của Đức Phật, thì Buddha trời ơi, nó dài mà nó hay vô cùng, mà cũng đẫm lệ, mình cũng khóc lên khóc xuống về cái đời của Đức Phật, nó bị cái hành hạ này hành hạ kia đủ thứ cả, rồi ngài vượt qua cái này, nó nhiều chuyện nó cũng hay lắm. Cho nên là cái chuyện mà phim bộ hay là phim ngắn phim dài là nó không quan trọng về cái độ dài, nhưng mà nó quan trọng là cái chỗ là cái tình tiết và cái cách mà người ta sử dụng cái trí óc đó để mà tưởng tượng ra, để mà tạo ra một câu chuyện mà nó gần giống với cái sự thật, hoặc là câu chuyện đó mà nói lên cái mộng ước của con người của mình. Thế nên có những câu chuyện đó mà nó nói lên cái hiện thực của cái đời mình, cái khổ của mình làm sao. Cái chuyện mà hồi xưa mình hay nói là nàng dâu với là mẹ chồng. Những cái chuyện khó khăn đó. Rồi bây giờ sau này nói những cái chuyện mà mình thấy khó khăn hơn là cái sự đè áp, bức áp của người phụ nữ. Rồi cái sự mà dữ dằn của người đàn ông, rồi cái violence là cái sự hung bạo, bạo tàn dữ dằn của người đàn ông như thế nào, giết. Rồi sau này nó nói những cái chuyện mà của cái cách mà rất là hứng thú trong cái phim Hàn Quốc là nhiều nhất là cái chuyện tình mà lúc nào cũng éo le cả, làm cho mình bây giờ đó, các bạn thấy đó, nếu mình được Mỹ hồi xưa đó làm những cái phim đó mà mình gọi là rất là violence, rất là cực kỳ bạo động đó, thì Hàn Quốc đó bắt đầu introduce những cái phim mà chuyện tình éo le vô cùng, thì cái chuyện đó nó làm cho cái văn hóa Á Châu tự nhiên nó làm mềm lại đi. Cái chuyện mà lúc nào cũng giết chóc không có một ý nghĩa gì cả. Những cái giết chóc không phải là bạo thù, giết chóc chỉ là bạo động thôi. Thì dụ như một cái series, một cái phim đó mà cực kỳ bạo động đó của Mỹ trong vài năm trước là cái phim Saw là cưa đó. Phim đó thầy không dám quay, thầy quay cái preview thôi là thầy sợ không dám quay đó. Nhưng mà người ta nói là cái phim đó là một cái phim bạo động, nó không có cái chuyện trả thù gì cả, nói cái chuyện là chỉ làm cho người ta chết chóc thôi. Thì ngược lại đó, bên Á Châu đó, những cái phim đó mà nó có tình tiết éo le, nó làm cho mình cảm thấy là mình không muốn dữ dằn, mà mình muốn có một cái chuyện mà nó mềm dẻo hơn, nó có tình tiết, nó có vẻ là dễ thương hơn. Nhưng mà khi mà vô rồi thì cảm cái vũ trụ mà tưởng tượng nó bây giờ nó ra, nhiều khi là có những cái chuyện mình thấy nó éo le, rồi nó làm cho mình từ cái chuyện này chuyện kia nó lý kỳ, nó bi đát lắm. Thì những cái đó thì gần như là cái người mà Hàn Quốc nó xuất sắc vô cùng. Họ diễn tả được những cái chi tiết éo le đó, nó tới cái chỗ là cái mức độ hiện thực của nó rất là sâu. So với bên Tàu, trong khi văn hóa Trung Quốc đó, thì những cái phim truyện đó thì đa số là đều một cái theme giống nhau cả, bạn tất cả cái theme giống nhau là chuyện trả thù, làm sao làm minh chủ võ lâm, làm sao mà đạt tới cái này cái kia. Nhưng mà tại vì hồi xưa đó, vì cái thập niên 60 là mình quen với cái tư tưởng của Kim Dung rồi, cho nên bây giờ mình vẫn tiếp tục muốn quay phim Tàu, muốn quay những cái phim mà mặc gọi là cổ trang, nhưng mà cái tình tiết nó không còn giống như từ cái kiểu mà là của cái thời đại bây giờ nữa. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục quay phim đó bởi vì nó là giống như thử là nó là cái dư âm từ hồi xưa. Nhưng mà các bạn thấy dân trẻ bây giờ đó, mà dân Việt Nam mình hay dân mà bên Á Châu đó, thường họ không phải là cái dân mà đi quay phim cổ trang của Trung Hoa nhiều đâu. Các bạn đừng có nghĩ là họ quay phim cổ trang Trung Hoa nhiều lắm đó, không phải đâu. Chỉ người Trung Quốc thì họ quay đó, chứ thật sự ra đó là bây giờ người ta từ từ người ta đi vô cái xu hướng qua những cái phim hiện thực của bây giờ nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà như vậy thì bây giờ mình lại nhìn qua một khía cạnh khác của cái văn hóa bên nước Mỹ đó, hay là nước Anh đó, thì nó cũng có cái phim truyện mà của medieval, là mình gọi là thời cổ đại, thời trung cổ đó. Thì
Những cái phim đó là ít người quay lần các bạn. Chỉ có 1, 2, 3 phim thì tự nhiên là nổi tiếng, là bởi vì họ không phải là cổ đại, là trung cổ, mà đó thuộc cái loại fantasy, tức là cái loại phim đó mà tưởng tượng mà dựa trên cái thời trung cổ. Thì cái loại phim đó, đó là nổi tiếng nhất là Lord of the Rings, là bởi vì cái ông Tolkien là một cái nhà văn là viết rất là hay về cái câu chuyện là Hobbit, là câu chuyện những cái chúng sinh, gọi là chúng sinh đó, mở trong hang, trong đồng, mà mở trong cái chỗ rất là đẹp. Mà nó đặc biệt một cái đó là những cái Hobbit đó không bao giờ biết chiến tranh cả, mà họ đi tìm cách để mà giải trừ những cái người đó mà muốn chiến tranh. Cho nên đó là một cái lý tưởng mà rất hay, mà cái loại phim fantasy đó, loại phim mà mình gọi là cũng cái loại thần thoại cổ điển đó, đó nó rất là hay. Nhưng mà thưa thầy, làm sao mà cái chuyện mà người ta mê say theo những cái chuyện phim như vậy, vậy tức nghĩa có nghĩa là nó không phải chỉ là cái cộng đồng Việt Nam chúng ta, mà đặc biệt ở ngay cái cộng đồng cái văn hóa này, mà hình như là văn hóa nào, cái giống dân nào, cái ngôn ngữ nào cũng đều thích phim, những cái phim truyện, phải không thầy? Không, thì không phải tại lỗi tại chúng ta người Việt Nam mê phim tới phim truyện, người nào cũng mê phim bộ. Vậy là một vấn đề mà cũng rất lớn đó, là bây giờ đó cái số người đó mà bị stress nhiều quá rồi á, thì họ không biết release cái stress đó chỗ nào, là một bộ phận. Một phần thứ hai nữa đó là nhiều khi đó, câu chuyện đó là cho mình một cái outlet, một cái chỗ để mình không còn mình muốn giải quyết, mình làm giải quyết làm sao. Thì nhiều khi những câu chuyện đó đó nó cho mình một cách để mình giải quyết. Thì dù như bên Mỹ đó, một cái câu chuyện đó mà nó rất là nổi tiếng, mà nó trong cái thời đại bây giờ đó, là câu chuyện mà nói về ông tổng thống Mỹ, rồi câu chuyện của bà secretary, là bà bộ trưởng bộ ngoại giáo, những cái chuyện Mỹ đặc chuyện ở trong cái HBO hay là trong cái Netflix. Showtime, Netflix gì đó, việc thay không có quay, thay quay cái synopsis, thay quay những cái nội dung của đó, cái thay không có thời gian mà quay những cái phim nào các bạn. Nhưng mà nó hay cái chỗ đó là người ta trong những cuộc phim đó, đó thì người ta cho biết là họ nên giải quyết cái chuyện đó như thế nào. Thì tự nhiên đó, làm cho mình đó, là mình là cái người như khi mình bực bội về cái chính trị hiện đại, mình qua ông đó thì mình thấy wow, tại đây là cái cách giải quyết là như vậy. Thật ra là các bạn biết không, nhiều khi là những cái chuyện mà phim mà nó nổi tiếng hay là phim mà nó hay được nhiều người quay, là bởi vì nó nói tới cách giải quyết một cái vấn đề gì mà trong thực tế mình không giải quyết được, hoặc là nó suggest, nó chỉ cho một cách giải quyết nào khác, hoặc là nó cho mình biết đó, là cái mộng tưởng của mình làm sao mình có thể thực hiện được, hoặc là cái mộng tưởng nó có thể không bao giờ thực hiện được, để cho mình đừng có nghĩ tới đó nữa. Nhưng mà nó có nhiều cách để mà nó giải thích. Cho nên cái văn hóa đó nó rất là độc đáo, là bởi vì cái văn hóa mà của cái Bollywood hay là của Hollywood đó, thường thường nó làm cho mình là những cái stress trong lòng mình đó, thường thường mình giải trừ được. Thì khi mà giải trừ được thì những phim đó thường thường là những cái phim mà được người ta quay nhiều nhất, người ta hết stress. Nhưng cái bạc quay đó, phim Ấn Độ đó nó có một cái độc đáo hay, bất kỳ phim nào là cũng có thể nào có nhảy về hát, mà nhảy tập thể, hát tập thể. Tại cái đó là văn hóa của họ. Cái văn hóa của họ, nhưng mà mình không quen, nhưng mà người Ấn Độ họ rất là quen, thích quay. Mình nếu phim không có cái đó không ai quay cả. Thì dụ như phim Mỹ mà không có bạo động, không có sex, không có đây nào, thì là không ai muốn quay cả. Nhưng mà bên Ấn Độ nó không có popular, người ta không muốn quay cái đó, người ta muốn quay cái nhảy múa, người ta muốn quay cái gì đó mà kết cuộc lúc nào cũng là đẹp đẽ, tốt đẹp cả. Cho nên nó quá lý tưởng đi. Nhưng mà cái phim Hàn Quốc, cái bộ đó, thì nhiều khi nó không có cái lý tưởng đó, nó làm cho mình thấy nó hiện thực hơn. Và nó làm thấy những cái cuộc tình đó, mà nó làm cho mình thấy nó bi đát, nó lâm ly, nó khó cái chuyện dễ giải quyết được. Tự nhiên nó gần gũi với thực tế hơn, nó làm cho quả lòng của mình nhiều khi là mình cảm thấy là mình khóc được. Tại vì nhiều khi mình muốn khóc, không biết làm sao mà khóc các bạn. Nhưng mà những cái chuyện đó nó làm cho mình khóc được. Mà khi mà khóc được đó, thì nhiều khi có những cái chuyện thực tế, cái stress thực tế của mình nó khóc được. Đó là cái chuyện mà rất đặc biệt. Còn thầy nhớ hồi xưa đó, chắc cũng 20 năm rồi, thời năm thập niên 1998 đó, thì có một cái phim rất là nổi tiếng gọi là My Sex Seeker, là một cái cô gái mà rất là nổi tiếng trong tuổi trẻ đó thầy. Thời đó. Thì thời đó thầy ở trong chùa, thầy đâu có quay đâu các bạn. Nhưng mà thầy nhớ là có một cái em trong trường trung học, lớp của thầy dạy đó,
Thì cái em đó đó mới tới mình nói chuyện với thầy, hỏi thầy thầy có quay phim đó chưa thầy nào? Thì tới chưa, bây giờ tôi quay cả lúc đó, năm đó nó khoảng năm ngày năm 99, năm 2000 vậy đó, khoảng đó đó. Thì thầy thầy là thầy mới qua, thầy mà nói nói chuyện với thầy. Thầy nhớ lúc mà thầy qua đi qua Nhật, lần đầu tiên thầy qua Nhật năm 2002. Thầy đi về ba chủ Saji. Thì ba chủ Saji đó thì là một chủ là Saji, còn hai chủ là ra đời rồi. Thì thầy qua bên Nhật Bản và đi một vòng ông đó đó. Thì cái tối đó thầy ngồi lại thầy nói chuyện với là cái người host của thầy. Thì cái bà đó đó, bà cũng lớn tuổi rồi, thì bà mới nói chuyện mà nói kể lại cái đứa con của tôi đó, nó quay cái phim đó xong rồi vì nó quay phim đó nó đi qua bên Nhật Bản để đi học, à xin lỗi, đi qua bên được Hàn Quốc để học tiếng Hàn. Nó mệt như thế đó thưa thầy. Và nó muốn lấy của cái Hàn Quốc. Chà. Thì nó làm cái thầy giật mình, thầy nó thầy ngạc như một chút thôi. Năm này là năm 2002, phim đó cũng khá 2-3 năm rồi mà nó qua mà nó đi qua cái để muốn lấy Hàn Quốc, tức là nó ảnh hưởng đến như thế nào. Thì ba người ba kể cho thầy nghe, ô là có chuyện là cái cô gái đó đó có những cái nỗi niềm đó mà vì người bồ cô chết nhưng mà cô không biết làm sao cả, cho nên cô có một người bạn, thì là người bạn mới của cô, thì người bạn này lại là submission, nghĩa là nghe theo lời cô tất cả mọi chuyện cả. Được sau rồi hẹn nhau cô này, cô nói là không, tao tao mà tao thương mày đâu, tao thương cái thằng kia kìa, mà thằng kia là chết rồi đó. Thôi mình chia tay đi. Hẹn gặp 3 năm gặp lại thì lên cái đồi có cái cây, thì lên cái cây đó để mà hẹn là 3 năm sau gặp lại. Nhưng mà 3 năm sau chàng là lên thì nàng là đi mất rồi. Thì đi về lại gặp nhau thì không ngờ thì là lại có người cô giới thiệu cho, thì không chừng là cái người cô giới thiệu cho lại giới thiệu nhầm cái công bố cụ của mình. Thì có chuyện nó làm cho bà con họ rung động và họ thiếu cảm thấy là cái chuyện tình nó đẹp quá, chuyện tình nó đau khổ rồi nó có cái kết cuộc nó đẹp. Nhưng mà cái đó là cái twist cuối cùng cả là hai người lại gặp nhau lại, làm cho mình cảm thấy sao mà tình nó đẹp như vậy. Đó là cái điểm mà thưa thầy, cái điểm đó là điểm đặc biệt của phim Hàn. Tức là theo con đọc như trên surprise, internet họ nói đó, là bao giờ cũng kết cuộc cũng đẹp hết. Chưa chắc. Cái nói là chung đó. Tức là họ không có muốn có cái sự thật nó phũ phàng, thành ra bao giờ những cái kết cuộc của câu chuyện nó dài cái mấy, nhưng mà cuối cùng đó, là hai cái nhân vật chính cũng gặp nhau lại một cách nào đó, chứ họ không có muốn có sự chia tay. Mà đó là cái điểm đặc biệt của phim bộ về Hàn Quốc, mà con nghĩ có thể đó là một trong cái lý do mà người ta thích coi phim bộ phim Hàn Quốc. Bởi vì sao? Nhưng mà đẹp. Trong trước khi mà gặp nhau là nó lên xuống đủ thứ, bao nhiêu chuyện ngăn cách này nọ, vậy nó mới hấp dẫn. Thì nó hấp dẫn đủ thứ cả. Thì biết, nhưng mà có nhiều chuyện là bị đạt là như cái cũng gặp nhau. Cái đấy thầy chưa quay, nhưng mà thầy chỉ quay review những chuyện này chuyện kia, thì thầy biết là nó cũng có nhiều chuyện nó cũng gặp nhau lắm, mà nhiều chuyện nó chết nhau đủ thứ cả. Nhưng mà đại khái là nó nói lên một cái chuyện thơ mộng, như một cái ước vọng mà thâm kín của con người của mình muốn hiện thực. Thành ra cái đó là cái mà nhiều khi nó làm cho mình là người Á Đông của mình thì mình cảm thấy gần gũi với phim Hàn Quốc hơn. Nhưng mà đối với cái người mà mình gọi là sống trong một cái cuộc sống đó mà mình không ngừng vướng lên và mình buồn ra khỏi tình cảm tới cái tâm linh đó, thì nó là không hấp dẫn lắm. Nhưng mà với cái người mà sống trong một cái hoàn cảnh bị stress nhiều quá đó, thì nhiều khi mình muốn con tim của mình đó, nó có được những giây phút đó mà mình gọi là nó ước ác một chút. Nó không phải tâm linh nhưng ước ác một chút, nó có một cái điểm tốt một chút. Cho nên nếu mình nhìn cái đó thì mình đi vô lại trong cái văn hóa thì mình thấy đó là cái văn hóa của mình nó có cho thầy làm cho nó dễ hiểu thôi. Tại vì nếu bác mà muốn rõ cái văn hóa này như thế nào thì bác phải nghiên cứu cái ông mà chuyên về văn hóa. Nhưng mà bây giờ thầy nói sơ sơ là cái văn hóa mà đầu tiên cả là cái văn hóa phục tùng đó, là cái văn hóa đó là mình phải nghe người trên nói và lúc nào cũng có được đóng khuôn cả, và mình không thể có cái gì khác hơn là cái sự nghèo ngột ngạt ngạt thở cả. Nhưng rồi có cái văn hóa là khai mở hay là khai phóng. Khai mở này đó thì lên một tầng đó, thì mình được yêu, chứ cái văn hóa phục tùng nó không được yêu ai cả, ai cũng là không nói gì cả, mình phải chịu khó nghe. Thế nên cái văn hóa phục tùng là văn hóa mà đa số của mình dân mình đó, là mình bị kẹt trong này, tức là lúc nào đó là mình cũng phải chịu bị đè cả, trên đè xuống, cho nên không được yêu, không được nói chuyện con tim. Cái văn hóa này là văn hóa mà mình gọi là khổ sở nhất.
Cái văn hóa khai mở đó thì nó cho phép mình yêu, cho nên nhiều khi là mình ở dưới này là mình muốn được lên trên này mà không biết làm sao mà lên, thì mình những cái phim ảnh đó nó làm cho mình cảm thấy một sự khai mở trong tình yêu, sự khai mở trong cái chuyện là nam nữ quan hệ với nhau, cái sự khai mở trong cái chuyện mà chia sẻ quyền lực. Đó là những cái mà hấp dẫn vô cùng. Dạ, con xin phép thầy. Và kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời chương trình Tổ hợp tâm linh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Đối thoại tâm linh với thầy Hằng Trường và anh Trâm, và cái đề tài hôm nay rất là gần gũi với cộng đồng chúng ta, đó là cái ảnh hưởng phim bộ, nhất là ảnh hưởng phim bộ trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta ngay ở Mỹ này. Thưa thầy, nói về cái ảnh hưởng hồi nãy thầy mới nói thì con thấy rằng là cái chuyện mà vấn đề chính mà người ta vẫn thích coi đó là để mà thầy nói như là để mà chúng ta giải tỏa cái sự áp lực đời sống hàng ngày. Release cái stress của mình sau một cái ngày làm việc. Thế nhưng mà nếu mà mình cứ coi hàng ngày hàng đêm mà coi 2-3 giờ sáng, có nhiều người con thấy coi cả gần sáng đi làm luôn, thì cái sự ảnh hưởng đó nó đâm ra lại là nó có hại hơn là có lợi, thưa thầy? Không, mình phải nói cho rõ ra đó. Có những cái phim này nó làm cho mình bớt stress, có những cái phim này nó mở ra một cái việc ảnh mới, một cái hy vọng mới. Có những cái phim đó hay có những từ nhu cầu của mình nó nhiều lắm, không phải lúc nào bị stress mà quay. Có nhiều phim mình học hỏi rất nhiều về cái chuyện đời. Thật ra cái nhu cầu của người mình là phải quay cái văn hóa, cho nên thầy mình biên xuống 4 cái loại văn hóa đây. Cái văn hóa phục tùng đó, cái người phục tùng thì muốn làm sao mà được khai mở, là có cái tự do hơn trong cái chuyện bày tỏ cái tình yêu, cái tình cảm, quan hệ nam nữ, quan hệ mình với người trên, quan hệ của mình với cái vật chất xung quanh. Cho nên cái văn hóa mà khai mở đó thường thường nó hấp dẫn vô cùng, và có rất nhiều cái phim này mà mình thấy nó không có cái chủ đề gì hơn là cái chuyện mà con người mình tự do làm cái này làm cái kia. Nhưng mà sau rồi đó thì cái văn hóa mà cao hơn chút là cái văn hóa tình thương đó, là làm sao đó mà mình có thể tha thứ được cho những cái chuyện mà chiến tranh, chuyện giết chóc, chuyện hận thù. Thì nó có cái văn hóa tình thương, chuyện trả thù, thưa thầy. Chuyện trả thù, chuyện báo thù, những cái chuyện mà mình gọi là mình phải làm cho cái bản ngã của mình nó mạnh mẽ. Thì cái văn hóa tình thương này, những cái phim ảnh đó nó cũng có chứ không phải không, nhưng mà nó bị ít hơn. Nhưng mà rồi còn cái văn hóa mà cái văn hóa giác ngộ, thường thường mình chẳng thấy những cái phim nào nhiều cả. Một cái phim mà nổi tiếng nhất trong cái văn hóa giác ngộ là cái phim của ông Hermann Hesse đó, nói về Siddhartha, mà người Việt mình nó dịch ra một sách gọi là Câu chuyện dòng sông. Cùng truyền đó là năm 1922, thời Hermann Hesse 1931 nó xuất bản thì phải, thời đó lâu rồi. Hay là thầy có lần thầy nói các bạn nghe đó, là nó có cuốn truyền mà mình rất là nổi tiếng là Le Petit Prince, là hoàng tử bé đó, Little Prince. Một cuốn truyền đó là nó dịch ra 130 thứ ngôn ngữ và nó có cả triệu cái bản. Và cuốn phim đó đó là được làm ra 3-4 cuốn, 5 cuốn, 10 cuốn, nhiều lắm. Nhưng mà cái văn hóa giác ngộ đó rất ít, cái phim ảnh văn hóa giác ngộ đó không có nhiều. Thưa thầy, khi mà thầy nói cái chữ văn hóa giác ngộ, cái là cái tức là cuốn phim thế? Đó là từ óc của những cái người giác ngộ làm ra. Cái phim mà văn hóa của tình thương đó, phim văn hóa là cái phim do cái óc của những người mà người viết đó, là họ muốn diễn đạt cái tình thương. Còn cái phim mà khai mở là cái phim mà người ta muốn mở ra những cái chuyện bị kẹt trong con người của mình. Nhưng mà cùng với cái đó đó thì các bạn có biết rằng đó là những cái loại phim bây giờ đó, loại phim mà mình phải nói là cái gen, thì dụ như cái phim horror là cái phim mà loại thể loại đó mà làm cho mình sợ hãi, phim ma, phim quỷ nó nhiều lắm trong ít. Tức là mình nói là cái lý tưởng như vậy, nhưng mà nó có một cái thể loại phim đó đi ngược lại với cái chuyện mà khai mở, là nó đóng mình lại bằng cái horror, tức là cái phim mà phim ma, phim quỷ là như mình sợ hãi với cùng lúc nào sợ kinh cả. Dị. Kinh dị. Rồi cái thể loại phim phục tùng đó là cái phim tuyên truyền của chế độ. Chế độ nó cho mình những cái phim mà tuyên truyền mà mình không thể nghĩ khác hơn được. Mình chỉ biết đây là cái con đường duy nhất thôi. Cho nên hồi nhỏ, hồi xưa,
Thì có cái phim bộ mà nó dài là nó gọi là thép đã tôi thế đó, chắc chị không bao giờ biết phim đó đâu. Phim Việt là thầy hồi xưa là thời mà nhỏ của thầy là phải phải quay cái phim đó để biết làm sao mình trở thành một cái người mà tuân phục chế độ thép đã tôi thế đó. Những cái phim mà mình gọi là cái thể loại của để mà củng cố một cái chế độ, củng cố một cái sự suy nghĩ mà tập thể đó thì nó cũng rất là mạnh. Cho nên là tại sao đó mà con người của mình bây giờ là tự nhiên mình muốn khai mở, mình không muốn ấy, mà có những cái phim đó, nó rất là độc đáo, rất là hay. Thì nó gọi là phim bộ là bởi sao vậy? Bởi vì cái sự tuyên truyền trong óc mình nó nhiều khi một phim mình không thấm này, mà mình trải qua cái cuộc sống của người đó, mà khi mình quay một phim nào là mình đặt mình vô trong cái vai trò của cái người đó. Đối với cái người làm phim đó, mình gọi là mình whitewashing, mình làm cho cái người đó mà coi đó hoàn toàn bị mê mẩn luôn, óc mình không cần nghĩ gì hơn cả. Các bạn có biết rằng đó bây giờ người ta có một cái club mà người ta mong rằng là mấy người mà học trò đó nó đọc sách dày như vậy, nó để mà óc của mình đó, mình theo dõi đó cái cuốn sách đó từ đầu đến cuối được, cái óc mình đó là mình sáng được. Trong cái website nó có một cái gọi là longread.com, thầy thường hay vô trong website đó đọc hàng tuần. Long read là bởi vì cái bản văn nó rất là dài, đọc cho lâu. Vì những cái chuyện mà phê bình nó chịu khó, nó làm cho mình phải đọc cho lâu, cho dài lâu. Cho thường thường óc mình bây giờ đó, nó bị cái internet đó, nó làm cho mình cắt vụn ra. Và mình không đọc lâu được nữa, óc mình nó càng ngày nó càng hư đi. Khi mà cái sóng não cái bậc đó, nó không phải là cái sóng não của những người hồi xưa đó. Là mình đọc lâu, mình có một cái tư tưởng, mình giữ nó thiệt lâu. Khi bạn ngồi thiền đó, ngồi 2 giờ đồng hồ, bạn giữ một cái đề mục đó, một cái đề tài, một cái quán tượng đó mà bạn không chán. Bây giờ đó, tại sao mà nhiều người ngồi thiền mà người không ngồi lâu được nữa? Tại vì mình không nhận là bị cái internet và cái thói quen mình đó, là nó làm cho cái mình gọi là attention span, cái sự chú ý của mình nó cắt ngọn ngắn lại, nó rất là ngắn, rất là buồn lại. Và cái mà phá cái khả năng để cho mình thiền định cho dài, cho giữ cái sự mà chuyên chủ mình cho dài là những cuốn phim. Phim bộ mà nó càng dài đó, thì mình càng đi, mình càng quay đó, thì là óc mình là càng không làm việc. Mình chỉ đờ ra, mình chỉ nhận vô cho mình, không thể nào đó interact được. Cho nên đó, nhiều khi xong phim bộ rồi đó, bà quay một phim rồi đó, nếu bà có một cái người nào ngồi đó, bà review lại, nói là nói chuyện lại thì bà sẽ tốt hơn. Nhưng mà nếu bà quay thì bà chỉ vô trong đầu bà thôi, bà không thể nào interact được, bà không thể nào sáng được. Cho nên cái phim đó, nó cũng có cái tác dụng là làm mình đờ ra đó các bạn. Thì có người nói rằng, ô, cách mà hay nhất là mình review lại, mình nói chuyện lại, mình kể lại câu chuyện, thì từ từ mình sáng ra. Cho nên đó, lúc nào vậy cái óc của mình nó cần phải làm việc, mà quái đó nó không làm mình làm việc, cái bạn óc mình không làm việc. Cho nên phải đọc rồi phải discuss, tức là bàn luận, mình debate, mình nhiều khi mình cãi với người bạn của mình đó, để mà cái point đó nhìn nó nhiều chỗ khác. Cho nên đây là cả một cái vấn đề của cái xu thế của cái tương lai đó, là chúng ta đó sẽ đối diện với những cái phim dài như vậy. Mình phải suy nghĩ như thế nào, làm sao cái sự suy nghĩ mình vẫn sáng suốt, làm sao mình vẫn hiểu được cái vai trò của mình, cho mình không chấp nhận hoàn toàn những cuốn phim đó nó vô trong đầu của mình. Cho nên đó, cái câu hỏi đặt ra bây giờ đó, không phải là phim bộ tốt hay xấu, đúng hay sai, mà mình cái câu hỏi đặt ra đó là cái đầu tiên cả là cái phim bộ đó nó xuất hiện từ cái văn hóa nào, cái văn hóa là mình phục tùng, cái văn hóa là như mình khai mở ra những cái lý tưởng mới, cái văn hóa đó đó nó giải đi những cái stress, nhưng mà nó mở ra một cái hy vọng mới, cái chuyện mới, những cái suy nghĩ mới về cuộc đời của mình, về cái lý tưởng của mình. Hay là cái thứ ba đó là cái văn hóa đó nó thật sự đó nó làm cho mình mở ra cái tình thương. Thì có một lần thầy nói về một cái nhà, cái bà này đó là người Mỹ, bà này là bà làm ra một cái hệ thống suy nghĩ mình gọi là co-creation, là cùng sáng tạo. Thì cái hệ thống suy nghĩ của bà đó, là bà nói là bây giờ cái, mọi người mình là bây giờ đã tới cái mức độ đó, là mình có thể nhìn vào cái sự evolution của mình, về cái sự sáng tạo của mình đó, để cho mình biết là mình direct cái evolution mình, gọi là conscious evolution, làm sao mình sống đó mà mình không có bị gọi là mindless, là không có một cái tư tưởng gì về cuộc sống của mình cả. Mình sống giống như thử là mình con tàu ra ngoài biển cứ đưa đẩy đi.
Thì trong cái đối thoại của thầy với cái bà này đấy, bà này sống ở Santa Barbara, thì bà này bà mới nói với thầy như thế này này, là tôi chỉ hy vọng rằng là những cái phim ảnh, phim truyền, cái media nó càng ngày đấy, nó càng giúp cho con người của mình đó, đi vào cái hướng đó là mình phải đặt suy nghĩ về thí dụ như climate change, từ thay đổi của cái bầu khí quyển, của cái thời tiết, của cái khí hậu, thay đổi về cái môi trường của cái biển. Cái biển đó là nó bây giờ đó là nó càng lúc đó, nó mất cá đi, mình phải nuôi cá rồi mình ăn cá rồi mình nuôi rồi mình ăn, rồi những con cá là mất đi, rồi pollution đó, đối diện với cái sự ô nhiễm của bầu không khí, rồi ô nhiễm không của đất, từ bạc thấy là mình vứt đồ xuống đất đai. Thì bà nói rất nhiều chuyện đó, nhưng mà cái sự suy nghĩ của bà đó là mình càng lúc đó mình không biết là mình sử dụng cái phim ảnh như thế nào đó để mà bà con hiểu được là cái trách nhiệm của mình đối với trái địa cầu, trách nhiệm của mình đối với cái cuộc sống, trách nhiệm mình với những người khác. Thì có những phim ảnh nói về cái trách nhiệm mình đối với cái responsibility là mình của mình đối với những người xung quanh, nhưng mà từ 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 đó đa số là bởi cái phim bộ mà ăn tiền đó, là bởi vì đó, nó nói về có một chuyện duy nhất thôi, bớt stress đi, hãy sống trong cái mộng tưởng của mình đi, Dạ đúng hãy rồi. sống trong cái quá khứ đi, Thưa hãy sống trong thầy. một câu chuyện gì đó nó mà nó không thực tế lắm. Thưa thầy có vài cái phần mà con muốn đem ra để con để cho thầy bàn cho tụi con nghe đó thầy. Thứ nhất là cái sự ảnh hưởng của phim, nếu mà nói về phim bộ mà phim hiện tại bây giờ đó là phim phim Đại Hàn cũng như là phim 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 Hàn Quốc và phim Trung Quốc và phim Việt Nam, thì thứ nhất là cái nhiều khi cái chuyện tình, nói chuyện tình cảm đi, nó bị huyền thoại hóa, nó được lý tưởng hóa đến độ mà cái người nhân vật nam và nữ là phải là đẹp, thật đẹp. Rồi thứ hai là cái tình cảm nó phải lãng mạn đến cái độ mà có nhiều em trai mà trẻ nó nói chứ sao tối ngày bạn gái con cứ muốn con dẫn ra biển nắm tay chạy chạy, tại vì coi trong phim thấy những đoạn nó đẹp quá, tại sao nó đến cái độ mà cái này là không còn thực tế nữa, nó không còn hợp Thôi cho thì cái tâm lý của cái người nhưng tình mà cảm. chị thấy không, là nếu chị nghĩ tại cái văn hóa phục tùng, văn hóa khai mở, tại vì cái phục tùng nhiều quá rồi đó, mình bị kẹt trong gia đình, bị kẹt trong cái gò bó, trong cái chế độ này chế độ kia đó, thì bây giờ mình lại muốn khai mở bằng cách là ô nắm tay chạy ngoài biển, những hình ảnh nó đẹp đẽ đó là văn hóa khai mở, nhưng mà chưa phải là văn hóa tình thương. Tại vì cái sự biểu hiện tình thương nó sâu sắc hơn. Cái tình thương là văn hóa tình thương, là như thầy vừa nói cái bà này, bà nói đó là văn hóa mà làm sao mình thương cái trái đất, cái địa cầu, đừng có phá hoại nó. Cái đó là văn hóa tình thương, cái đó khác nữa, mình chưa tới cái đó. Nhưng mà chỉ bắt đầu thấy cái văn hóa khai mở nó mạnh đến cỡ đó. Là mình muốn đẹp, hồi xưa mình đẹp đâu có được chứ. Đâu có quyền được đẹp đâu. Thì bây giờ mình có quyền được đẹp là gì? Đi sửa mặt, sửa mày, đi làm. Hồi xưa đâu có quyền đâu. Hồi xưa đàn ông đâu có bao giờ mà đi sửa mặt sửa mày. Thầy còn nghe nói là bây giờ là còn có chuyện sửa cái lỗ tai, bơm lỗ tai cho nó bự nó dài. Thầy nghe nói thầy sửng sốt. Nhưng mà cái quyền được đẹp, cái quyền này nó đấy là thuộc về cái văn hóa khai mở. Hồi xưa đó, mình không có cái quyền đó, là không phải là vì không không ai cho cái quyền, không có cái luật lệ nói là không có quyền, nhưng mà mình không có tiền, không có bạc và không có cái phương tiện, cũng như không có cái cách thức để mà làm sao đó mình được đẹp hơn. Bây giờ tự nhiên cái văn hóa khai mở nó cho phép mình, cho nên mình gọi là cái quyền, thực sự nó không phải là cái quyền, nhưng mà tự nhiên là mình thấy là mình muốn làm gì cũng được cả. Hồi xưa mình làm cha không cho, mẹ không cho là cũng được, nhưng bây giờ nó có thể có những cái chuyện đó, cho nên Nhưng mà như vậy thưa thầy, bây giờ nếu mà thầy nói với một em trẻ nó tới nó nói chuyện với thầy như vậy thì giờ mình khuyên nó làm sao là thầy thầy không nói là đúng hay sai, mà thầy chỉ nói đó là nó một cái than loại phiền văn về về hóa bạn gái của nó, thí dụ bây giờ. thì thăng biên mà, tại vì bây giờ nó đang ở trong cái văn hóa mà phục tùng như vậy, bạn gái nó muốn như vậy thì mình chịu thôi. Cho nên mình chỉ khuyên như thế này này, cái next level của sự tiến hóa là cái văn hóa của tình thương. Nếu mà khai mở con tim, nếu mình đã muốn khai mở đốn chạy lúng tung ở biển thì hiểu như vậy đó, thì phải nghĩ tới là cái sự biểu hiện của tình thương nó không nằm ở trong cái chuyện nắm tay nắm chính, hay là cái chuyện đi chạy chơi, mà cái chuyện trong biểu hiện của sự mà quan hòa nhau, thì mình nâng lên một cái mức độ khác lên, chị thấy không? Nhưng mà cái vấn đề đó từ từ nó cũng sẽ xảy ra, bởi vì rất có rất nhiều phim ảnh đó mà thật sự không phải là người ngoài cuộc đâu, người Việt Nam mình, phim Việt Nam mình cũng có những cái phim nó đẹp như vậy. Có điều thầy thầy không có những cái dữ liệu, vì thầy không quay nhiều được đấy, nhưng mà thầy chỉ đọc để mà hiểu ra, thì thật sự đó là cái văn hóa Việt Nam mình cũng có tệ đó các bạn, vì là có những cái phim ảnh và có những cái chuyện người ta còn hướng tới cái văn hóa tình thương, có những cái caring rất là hay. Họ cũng đề cao cái vấn đề là
Con cái phải có hiếu với cha mẹ, phải phụng dưỡng đúng cha rồi. Mẹ. Dạ. Đúng rồi. Nhưng mà nói một cách khác là cái xu hướng của thời bây giờ đó, là cái xu hướng mà người ta dùng cái media, dùng cái phương tiện của media tiếng Việt là gì? Truyền thông. Truyền thông đó. Phương tiện truyền thông. Mỹ thể, tiếng Tàu gọi là mỹ thể, media. Thì để mà diễn đạt đến những cái đức tính, những cái đặc tính đẹp mà làm sao đó, mà từ 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 mình thấy bên Nhật Bản nó có một cái xu hướng rất là đặc biệt là tất cả những cái chuyện này á, mà phim bộ này đó, mà nhiều nhất là nó không phải nằm ở cái chuyện con người thường mà nằm ở cái phim gọi là anime, phim mềm hoạt hình, mà nó kể những câu chuyện mà rất là đẹp, mà nhiều khi đó, nếu nổi mà mình tiếng quay lại đó, Nhật nổi tiếng về cái loại phim anime. Nhưng mà cái đặc biệt của nó đó, là mình không nghĩ rằng là nó là bạo động hay không bạo động đâu, nó cái thể loại của nó lúc nào cũng hướng về cái tương lai, hướng về một cái futuristic, tức là một cái tương lai hóa đó. Nó đặc biệt là mà người Hàn Quốc không có theo, người Tàu không theo, mà chỉ có Nhật Bản là nó sáng tác ra, nghĩ tới cái chuyện tương lai đó, không những là về máy móc, về này nó, về cái quan điểm, về cái tình cảm, về quan điểm, về cái sự phục tùng, về cái chế độ, rất là hay. Mà thầy không phải là khen, nhưng mà thầy nói là cái xu hướng đó mà mỗi nước nó có, và cái xu hướng đó mà cái tình cảm đó, thì các bác đừng nghĩ rằng chỉ có Hàn Quốc mới có, nước nào cũng có, chỗ nào cũng có, là bởi vì cái văn hóa nào cũng có văn hóa phục tùng, văn hóa khai mở, văn hóa tình thương, văn hóa giác ngộ. Và nếu mà mình dùng cái màu sắc đó, thì nó có 8 cái loại màu sắc đó. 8 cái màu sắc đó, đó là theo cái vòng tròn xoắn trôn của tiến hóa. Thì rõ ràng là mỗi người mình thích một loại phim, và cái người đặt phim đó, họ ở trong cái loại văn hóa nào thì họ sáng tác văn hóa đó. Hoặc cho họ nên, muốn lấy tiền, kiếm tiền dễ thì họ sẽ đặt vô cái văn hóa. Thì cái văn hóa nào mà người ta thích. Nhưng mà còn những cái phim đó mà nó giết chóc lung tung cả, nhưng mà là không ai quay cả. Còn những phim mà ma quỷ lung tung cũng không ai quay cả. Còn những phim đó mà tình cảm bực ác cũng không chắc là người ta quay. Cho nên tùy theo con người kiểu nào mà người ta quay, nhưng mà người ta thấy xu hướng của cái thời đại bây giờ đó, thì tất cả mọi nơi người ta chỉ muốn có cái phim nào mà nói lên cái tình cảm ước ác một chút, vì cái đó là cái mà người ta cảm thấy là nó gần gũi hơn. Chứ những cái phim bạo động đó, các bạn biết không? Các bạn nghĩ rằng phim bạo động là hay, thật sự đó, nghĩ rằng ô lúc nào phim bạo động, nhưng mà bây giờ đó, người ta nói rằng cái nước Mỹ không phải là cái nước sản xuất phim bạo động nhiều nhất. Tại ra Hàn Quốc là cái phim, là cái nước sản xuất phim bạo động nhiều hơn là nước Mỹ, mình tưởng tượng được. Nhưng mà mình thì mình ở Việt Nam mình thì mình nói, ô phim Hàn Quốc là những cái phim mà phim bộ là cái phim mà ước ác, nhưng mà thật sự là cái bạo động Hàn Quốc vẫn sản xuất cũng nhiều lắm chứ không ít các bạn. Nói như thế đó để mà nói rằng đó, là balance lại, là cái xu hướng của cái vũ trụ bây giờ đó nó phức tạp vô cùng. Cho nên mình không thể nói là cái nước nào là sản xuất phim nào như thế nào, mà mình nói là tất cả mọi nước đều sản xuất rất nhiều cái loại thể loại theo cái nhu cầu mà của dân chúng của họ, và cái nhu cầu dân chúng của họ là theo cái văn hóa, và văn hóa đó của mỗi nước đó, thì có những cái nước đó cái cụm văn hóa mà lớn nhất là văn hóa phục tùng, thì họ sẽ rất thích cái phim khai mở. Có những cái văn hóa đó mà họ đã rất là bạo động rồi đó, thì bây giờ họ lại muốn cái gì thể loại mà nó hòa bình hơn chút. Rồi có những cái nước đó mà họ quá tự do rồi, họ không biết làm gì với cái quyền lực của họ đó, thì bây giờ họ có những cái viễn ảnh đó là về cái quyền lực đó. Thì có lúc là cái quyền lực của sự bạo động, có nhất là cái quyền lực đó là quyền lực mà nó sụp đổ, cho thấy cái sự sụp đổ, cái sự bạo động. Cho nên là có cái xu hướng, thí dụ như là thầy đọc cái bài báo nói về là The Man in the High Castle, là nói tới cái sự mà sụp đổ của cái quyền lực. Rồi là nói một cái câu chuyện, một truyện phim dài đó. Rồi nói một cái chuyện phim dài khác nữa là làm sao với cái quyền lực đó. Thì nó nói rõ ràng là cái quyền lực đó không đưa tới sụp đổ, mà đưa tới đó là cái chiến tranh và đau khổ khắp mọi nơi. Cho nên đó, mình nhìn xuyên qua tất cả cái đó thì mình đều thấy đó, học được cái bài học gì các bạn. Cái bài học của mình đó, là bài học đó, là mình mà bấm cái tivi đó, thì mình phải ngồi mình nghĩ qua đó, là mình muốn phát triển cái văn hóa gì trong người của mình. Trước khi bấm này mình phải ngồi mình nghĩ, tôi muốn viết cái bài văn gì về đời của mình, tôi muốn hướng cái đời mình về cái chuyện gì. Nếu tôi muốn hết stress, bạn muốn quá gì bạn quá. Nhưng mà tôi muốn là tiến hóa tâm linh, thì bạn phải chọn cái chuyện chọn đó đó, ngay cái chữ chọn đó thôi đó là cả một cái vấn đề rồi.
Tại vì cái bạn biết đó là bạn quay cái Netflix hay là bạn quay phim gì đó là không biết bao nhiêu phim nữa. Mà những phim mà trình bày cho bạn đó là nó khôn lắm. Là nó để cho những cái drama là cái chuyện mà ấy hay là violence hay là cái đó chứ nó không phải để cái chuyện tâm linh đầu tiên cả. Cho nên bạn nhiều khi bạn phải chọn trong cái documentary là cái phim mà gọi là thời sự tài liệu để bạn tìm những cái gì mà có ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Cho nên cái bài này bạn chia hết đấy các bạn ơi. Con vẫn chưa được cái trả lời. Con muốn hỏi là mình biết cái ảnh hưởng như vậy làm sao để mà mình thay đổi cái ảnh hưởng đó mà cho có lợi cho cái đời sống của mình. Thì hàng bạc cái kỳ sau vậy. Con cảm ơn thầy và cảm ơn quý vị đã theo dõi một chương trình lý thú hôm nay. Mong là quý vị trở lại tuần tới và thầy sẽ cho chúng ta biết chúng ta nên thay đổi cái ảnh hưởng nó như thế nào và nên tránh hay là không nên tránh cái chuyện đó. Cảm ơn quý vị theo dõi và hẹn quý vị vào tuần tới. Toàn văn sống được tận đối thoại tâm linh. Cảm ơn quý vị.